Thưa các đồng chí và quý vị, Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 này. Để hiểu thêm về công tác chuẩn bị cho đại hội cũng như những nét mới tại đại hội lần này, phóng viên chương trình Quốc phòng toàn dân đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xoay quanh công tác chuẩn bị cho đại hội. Xin mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Chính ủy đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa đồng chí, Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong tháng 7 này. Vậy đồng chí có thể cho biết những công tác chuẩn bị cho đại hội đã diễn ra như thế nào? Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh xác định cái việc mà tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm vụ chính trị trung tâm. Và thực hiện lời chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng rồi Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Đại hội Đảng bộ của quân đội phải là một đại hội mẫu mực và tiêu biểu. Thì xác định tinh thần đó, thì ngay sau khi có chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ thị 2692 của Thường vụ Đảng ủy quân khu và chỉ thị 747 của Quân ủy Trung ương thì và cái kế hoạch 256 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì chúng tôi đã nghiêm túc quán triệt chặt chẽ và triển khai ngay từ đầu. Thì trên cơ sở đó thì để chuẩn bị cho đại hội thì chúng tôi đã tiến hành thành lập là các tiểu ban, ví dụ như là tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, rồi tiểu ban bảo đảm phục vụ và tiểu ban bảo vệ đại hội. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã thành lập xong tất cả là các văn kiện có liên quan đến với cái đại hội lần này, mà trong đó trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị trung tâm, thứ hai là báo cáo kiểm điểm, cái thứ ba là nghị quyết, thứ tư là dự thảo chương trình hành động. Chúng tôi cũng đã dự kiến xong về các kịch bản, chương trình, phiên chính thức cũng như là phiên trụ bị, về công tác nhân sự cũng đã được Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh thông qua và cũng đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được thông qua ở trong cái phiên họp vừa qua. Thưa đồng chí, từ kết quả đã đạt được từ các đại hội chi đảng bộ trực thuộc thì Đảng bộ quân sự tỉnh có rút ra những kinh nghiệm như thế nào ạ? Chúng tôi có 23 chi bộ và có là 7/7 là chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở cũng đã tiến hành đại hội xong. Qua cái đại hội của chi đảng bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở thì việc trúng cử của cán bộ chủ trì đều là ở cái phiếu tỷ lệ rất là cao, là từ 97% trở lên. Qua đây thì chúng tôi rút ra được 3 cái vấn đề về kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ nhất là việc tổ chức đại hội muốn thành công là cần phải có sự chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, từ cái chương trình của đại hội chặt chẽ, từ khâu mà chúng ta chuẩn bị các văn kiện, công tác bảo đảm, công tác hiệp đồng là phải thật sự sâu sát tỉ mỉ. Thứ hai là cái việc mà xây dựng đề án nhân sự nó cần phải thể hiện cái quy trình đúng theo cái hướng dẫn của quân khu, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Và nhân sự thì chúng ta cần phải thực hiện nó dân chủ, đúng nguyên tắc. Và như vậy thì cái đại hội nó mới là dân chủ cởi mở, và khi mà chúng ta bầu cử thì nó mới thể hiện được cái tính đảng ở trong cái đại hội. Cái thứ ba là cái công tác tuyên truyền, cổ động nó phải thật sự đi vào cái chiều sâu, đi vào lòng của từng cán bộ đảng viên để làm cán bộ đảng viên xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, mỗi đảng viên đều phải phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái đại hội. Một trong những yếu tố quan trọng cho một kỳ đại hội đó là công tác nhân sự. Vậy trong nhiệm kỳ này thì công tác nhân sự có điểm gì mới và nổi bật thưa đồng chí? Đối với bất kỳ đại hội nhiệm kỳ nào thì công tác nhân sự nó đều rất là quan trọng. Đây là một vấn đề rất là then chốt. Đối với nhiệm kỳ 2020-2025 thì có cái sự khác, đó là nhân sự lần này có sự phân biệt giữa nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu và nhân sự tái cử. Và như vậy đều thực hiện theo quy trình 5 bước. Thứ hai, đó là nhân sự lần này có thực hiện theo cái nguyên tắc là dân chủ hơn mà chặt chẽ hơn. Chặt chẽ cả về quy trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện quy trình. Chặt chẽ hơn là cả về chúng ta là thực hiện cái hồ sơ. Hồ sơ về của nhân sự á, thì đều phải là thực hiện là đúng là 11 cái danh mục hồ sơ. Và như vậy thì cái hồ sơ này từ lý lịch cho đến các bạn kiểm điểm rồi đến cái sức khỏe của cán bộ đều được đặt ưu tiên. Nếu cán bộ không đảm bảo về sức khỏe thì cũng sẽ không được đưa vào cái quy định nhân sự. Cái tiêu chuẩn chính trị theo quy định 126 của Bộ Chính trị á, và các hướng dẫn của Quân ủy Trung ương về cái lượng chính trị cũng đặt lên hàng đầu. Và đây là nó sẽ tạo ra được những đội ngũ cán bộ kế cận cũng như là
đội ngũ cán bộ, rồi công tác quản lý, rồi như là của cái nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 vừa đủ sức, vừa được có tài, vừa có năng lực để lãnh đạo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ tới. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí chính ủy đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.